Tập 25. Chúng tôi nhận được tin cô không phải là Ngô Bình An. Cô là chị em song sinh của Ngô Bình An. Chúng tôi đã kiểm chứng sơ bộ, văn bản này đã bị ngụy tạo. Chúng tôi sẽ đưa vụ việc này lên tòa án. Đồng thời tôi tuyên bố do tập đoàn Nghĩa Thanh làm giả chứng từ cho nên đấu thầu thất bại. Dự án này sẽ do người ở vị trí thứ hai là tập đoàn Phú Quý đảm nhận. Tăng Quốc Hào là nước cờ tôi dùng để chiếu tướng Ngô Bình An. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau trong bóng tối, tuy rằng không biết lúc nào mới có thể bay đến nơi của ánh sáng. Nhưng Bình Phạm à, vì em, anh thực sự không quan tâm. Mình đang ở trong địa ngục. Đàng hoàng nói lời tạm biệt với cô ấy, em sẽ không còn hối tiếc nữa. Trên thế giới này, những người mà em thương yêu nhất đều đã đi hết rồi. Tại sao phu nhân lại luôn đối xử lạnh lùng với em như vậy chứ? Từ nhỏ đã để cho em một mình sống ở nước ngoài, lẽ nào bà ấy không đau lòng hay sao? Có lẽ là tại vì em không làm được đứa con gái như kỳ vọng. Từ khi em còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy những người với hình xăm đầy cơ thể đến nhà của mình, em đều rất sợ hãi và khóc thét lên. Có một lần em còn khiến cho ba Phương Tâm bị trúng một dao suýt nữa là mất mạng. Ba em rất là thương em, ông ấy không hy vọng em bị ám ảnh khi trưởng thành, cho nên sau này họ đã quyết định để em đến sống ở một nơi không có thế giới đen này nữa. Chị của em, mặc dù luôn được mọi người yêu quý, có ba mẹ thương yêu, nhưng mà chị ấy luôn luôn không được tự quyết định cuộc sống. Trong thế giới đen đó, em thì lại rất tự do, chỉ là không có người nhà bên cạnh mình. Chắc có lẽ là em và chị không có thể nào quán đổi số phận. Em yên tâm đi, anh sẽ không rời khỏi và mãi mãi là người nhà của em. Thật ra vụ tai nạn của chị em không đơn giản chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mà là do Tăng Quốc Hào đã sai đàn em làm ra. Nếu không nhận được dự án, tiền không thu hồi được, Nghĩa Thành của chúng ta rất có thể sẽ phá sản. Chị, cuối cùng thì chị cũng có thể về với thế giới trong sáng. Em rất cảm ơn trời xanh đã để cuộc sống của chúng ta quán đổi. Em sẽ thay chị gánh vác tất cả trong thế giới bóng tối này. Chị à, tại đây em xin thề sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai những kẻ đã làm tổn thương chị.
mình là lãnh đạo của tập đoàn Nghĩa Thanh. Kể từ ngày hôm nay, nơi này sẽ theo lời mình nói. Nè nè anh xem, sắp phá được thành rồi. Mau lên, mau lên, sắp rồi đây nè. Của anh ấy lo đi. Anh Tiêu chết à, tôi sắp phá thành rồi đây nè. Hay lắm. Dạ. Anh Tiểu Chích à, bây giờ tổng giám đốc của anh không ở đây, anh Thiên Hương và anh Nhạc Quân cũng không có mặt. Tốt xấu gì anh cũng được mọi người gọi một tiếng anh đó. Lẽ nào anh không quản lý tốt đàn em của mình được sao? Mấy giờ rồi hả? 30 phút trước tôi kêu mấy người đi đặt hàng, tới giờ vẫn còn ngồi đi. Chút nữa tập giám đốc tới, tôi xem các người làm sao. Trời ơi, anh Tiểu Chích anh gấp cái gì chứ? Anh Hưng cũng không ở đây không ai quản mà, yên tâm đi. Lão đại, chỗ này đối với các anh quá tốt rồi, trong mắt không hề có lão đại như tôi. Nghĩa Thanh không thể giữ lại loại người chỉ biết ngồi đó đợi ăn như các người. Hai người bọn họ lập tức sa thải cho tôi. Dạ. Tiểu Chích à, cậu đi điều tra tất cả những tư liệu ở những nơi có thỏa thuận liên quan tới khu nghỉ dưỡng đi, bao gồm tất cả đất đai. Dạ. Và những liên minh khác. Dạ đây. Không được bỏ sót bất cứ điều gì. Đây. Bây giờ công ty của chúng chị ta em đã điều hành dự án này cũng được một để thời gian dài rồi. Theo sổ sách thống kê thì ngân sách đang thiếu hụt nghiêm trọng. Vì vậy cho nên bây giờ mặc dù tập đoàn Phú Quý đã thắng thầu, nhưng mà một nửa quyền sử dụng đất ở trong tay của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nắm giữ tốt thì vẫn còn cơ hội rất lớn để xoay chuyển tình thế. Tôi và Mỹ Kỳ sẽ thảo luận cùng với kế toán bộ phận tài chính ngân hàng, mong họ có thể cho chúng ta gia hạn thêm một tháng. Trong tháng đó chúng ta phải nắm chắc tình hình để lấy lại quyền đấu thầu mới có thể giúp Nghĩa Thanh vượt qua lần phá sản này. Anh Nhạc Quân, tổng giám đốc, bên Tống Gia ngày nào cũng phái vài tên đến những hộp đêm khác nhau phá rối, khách khứa đều đã bỏ chạy hết rồi. Ông ta thật là... Sau khi cướp đi dự án của chúng ta, bây giờ còn muốn đuổi chó đến đường cùng. Xem tôi là con tôm yếu ớt à? Các người xem nhẹ tôi quá rồi. Tiểu Chích, A Lư. Dạ. Dẫn thêm vài người tới các hộp đêm. Bọn họ muốn gây rối, tôi sẽ theo họ tới cùng. Còn ngẩn ra đó mà không đi sao? Dạ. Dạ. Đợi chút đã. Tổng giám đốc à, bây giờ không phải là lúc lấy cứng đấu cứng với những người đó. Bọn họ đã nắm được tình hình của chúng ta rồi, cho nên đặc biệt khiêu khích, muốn làm chúng ta hoàn toàn bị tổn thất. Tôi kiến nghị là nên tạm dừng kinh doanh trước, không cần thiết đấu với họ. Như vậy họ cũng không biết được bước tiếp theo của chúng ta là gì. Mình cảm thấy anh Nhạc Quân nói rất có lý. Chúng ta vẫn là nên quản lý tốt tình hình tài chính của công ty trước đã. Sau khi đã đứng vững được rồi thì việc gì phải sợ chúng nữa. Được, làm theo lời của Nhạc Quân đi. Hai người đi nói với mọi người, tạm thời nhẫn nại chút. Lần sau tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ. Dạ. Dạ. Tịnh Tuyên à. Ừ? Thật ra công việc của con đã vất vả lắm rồi. Sau khi con tan ca, không cần phải đến đây giúp đỡ nữa đâu. À, Tiểu Thiền. Ừ. Đưa Tịnh Tuyên về nhà nghỉ ngơi đi con. Dạ. Về nhà gặp ba con cứ nhìn trừng trừng vô mặt con còn mệt hơn nữa. Chỉ có ở đây con mới có thể thật sự được thư giãn thôi à. Bác gái, đừng bắt con về được không vậy? Để con ở đây phụ bác nha, có được không? À, trời ơi. Được rồi, nếu em thấy mệt, có thể dựa vào vai anh mà ngủ. Dù sao cũng đâu phải lần đầu anh làm gối cho em dựa. Anh này. Ủa? Mẹ. Hả? Con dâu còn chưa qua cửa của mẹ, đã con trai mẹ rồi kìa. Triệu Thiên Hưng. Nè, Tinh Tuyên à, nếu sau này con trai của bác nó còn ăn hiếp con nữa thì con cứ đá thiệt mạnh. Bác sẽ đứng về phía của con. À. Sao hả? Một đấu hai, thua rồi nha. Ai kêu anh nói bậy chứ. Không ai đứng về phía anh đâu. Người sao đẹp đây? À,
Mẹ sao vậy? Sao mẹ có thể thiên vị như vậy chứ? Có người mới thì không cần con nữa hả? Bác gái là của em đó, mẹ, anh đi ra đi. Được rồi. Mẹ trước nay vẫn là người đẹp của con mà mẹ. Được rồi, được rồi. Mẹ à. Được rồi. Nè, hai con không cần giành qua giành lại. Mẹ đều thương, đều yêu quý cả hai đứa, được chưa vậy hả? Mẹ thấy hình như nhân bánh không đủ. Vậy đi hả? Để mẹ đi làm thêm một ít nữa. Hả? Ừ. Không được cãi nhau nữa đó. Phải tương thân tương ái. Ngoan nha. Dạ. Bác đi nha, chờ bác một chút. Em xem, cái này giống trái tim không? Anh hôn cái này đi. Dơ quá. Rất đẹp mà. Dùng bột mì tấn công anh nè. Đừng mà. Thôi nha, em không giỡn đó. Cút. Tôi chỉ nói một câu thôi. Chỉ cần một ngày còn có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để tên côn đồ đó bước vào trong nhà này nửa bước. Con có thể, con có thể đi ăn quy với ba được hay không? Em sẽ gói được một cái sủi cảo thiệt đẹp để mời anh ăn đó, anh chịu không? Đừng có ở đó mà chê em á nha. Được, là em gói thì anh đều ăn hết. Ba. Ba. Là ba em. Đừng nghĩ nhiều quá. Ba em từ tới đây chứng tỏ ông ấy muốn tìm hiểu thêm về chúng ta. Không cần vội. Anh tin là ông ấy sẽ từ từ đón nhận chúng ta thôi. Bước chân, bước chân. Bước chân, bước chân. Dùng sức đi. Xuất quyền. Xoay eo. Xoay người. Chúng ta tiếp tục vận động những động tác đã luyện tập lúc nãy. Dùng hết lực đánh vào bao cát này. Giữ vững vị trí. Xuất quyền. Ok. Chị, sao mặt của chị lại bị thương như vậy? Cái này đó hả? Chị tập boxing không cẩn thận bị đánh trúng thôi. Chị muốn luyện bản thân trở nên cứng rắn. Em không cần phải lo cho chị đâu. Bây giờ chị 1-3 cũng không hề sợ gì hết. Nhưng mà đánh nhau không phải sẽ rất đau hay sao? Hơn nữa chị là con gái, làm sao đánh lại mấy tên đàn ông chứ? Chỉ cần có quyết tâm, không có gì là không làm được. Chị phải để những kẻ xem thường chị và những kẻ muốn ức hiếp chị biết nắm đấm của Ngô Bình An chị còn mạnh hơn những tên đàn ông đó. Trái phải. Đổi bên, xuất quyền, đá chân. Đúng rồi. Em phải đợi nó nhả lại đã. Nhìn kỹ đi, đúng rồi. Xuất một lúc hai quyền đi, đúng rồi. Đúng rồi, cứ như vậy mà làm. Em nghỉ ngơi chút đi. Không cần đâu, em muốn tiếp tục luyện. Chân sau, đó. Nè. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi mà. Nghỉ ngơi chút đi. Không sao đâu. Nè, được rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Cứ từ từ thôi hả? Từ từ thôi. Em làm được mà. Giống như em trước đây bị bên ngoài quấy nhiễu, cho nên là phải nắm vững kỹ thuật xoay chuyển. Như vậy thì mới có thể đàn áp được người đàn ông cao to hơn em. Nắm tay của đối thủ, gập cổ tay hắn lại. Tay phải nắm giữ thật chặt, sau đó đá chân. Đó. Ok,
Bây giờ đến em, tay anh đặt lên vai của em, dùng tay trái của em giữ chặt cổ tay của anh, đúng, xoay người qua. Đá chừng. Nè, cẩn thận đó. Có sao không? Lúc này em đứng không vững, chúng ta thử lại đi. Bây giờ đang là thời gian giải lao mà, nghỉ ngơi chút đi. Em không mệt, chúng ta luyện tiếp đi, đứng lên. Bây giờ anh là huấn luyện nên phải nghe theo lời của anh, chưa tới thời gian, không được ngồi dậy. Anh hỏi em nè, em muốn sinh con trai hay là sinh con gái vậy? Hả? Vậy sinh hai đứa con trai và hai đứa con gái luôn nha. Sao mà nhiều dữ vậy? Sinh nhiều như vậy thì sẽ náo nhiệt hơn thôi. Không cần nhiều đâu, như vậy sẽ rất là ồn ào. Hơn nữa em sợ nếu sinh nhiều như vậy thân hình của em sẽ ra sao chứ. Em không muốn làm bà mập đâu. Sao mà như vậy được chứ. Qua đó nghỉ ngơi chút đi. Ngồi nghỉ chút đã. Anh làm sao nhẫn tâm để vợ của anh biến thành bà mập được chứ. Sức khỏe của anh tốt hơn, những công việc như là ẵm con nè, đương nhiên nên giao cho đàn ông làm rồi. Huống hồ gì anh còn có Tiểu Chích, A Lương, còn có những anh em khác có thể giúp đỡ cho anh nữa. Sau này em chỉ cần cùng với Tiêu Tinh và Mễ Kỳ, ba người phụ trách những công việc ăn uống thôi, mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mới lúc nãy anh gọi em là vợ. Vậy thì bây giờ đến lượt vợ nè, vợ muốn gọi anh là gì? Đừng có mơ, em không gọi đâu. Gọi một tiếng thôi cũng được mà. Đi. Vậy anh hỏi em nha, từ chồng trong tiếng Tây Ban Nha nói như thế nào? Không nói cho anh biết đâu. Chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, mau lên, tiếp tục luyện đi. Nhanh. Anh giúp em massage cơ bắp và gân cốt một chút, như vậy thì mới không làm bị tổn thương do luyện tập đó. Nếu cảm thấy đau thì không cần cố gắng chịu đâu. Em không cần phải ép bản thân mình luyện tập cực khổ đến như vậy đâu. Nhưng mà trước đây chị của em tập boxing, quá trình này chị ấy nhất định dễ dàng vượt qua. Chị ấy trước giờ chưa từng khóc trước mặt em, cho dù rất là khó khăn, rất là đau, chị ấy đều nói với em chị ấy chịu được mà. Chị ấy đã mất rồi. Mẹ em cũng nói muốn ra nước ngoài thư giãn. Tiêu Tinh thì tạm thời giấu ở nhà Mỹ Kỳ. Bây giờ ngôi nhà này rất là yên tĩnh và trống vắng. Ngoại trừ anh, những người có quan hệ huyết thống với em đều không còn ở đây nữa. Em yên tâm đi, đợi qua khỏi khoảng thời gian này rồi, ngôi nhà này sẽ nhanh chóng ngập tràn tiếng cười thôi. Mảnh đất Kỳ Linh này trước đây chị em đàm phán rất nhiều lần đều không lấy được quyền sử dụng. Anh cảm thấy đây chính là mấu chốt mà chúng ta có thể tấn công vào. Em có... Thế giới ngầm đáng ghét như vậy, đã dùng rất nhiều thủ đoạn đê hèn để kéo em vào thế giới đó, khiến cho em mất đi nụ cười.
khiến cho em phải sống rất đau khổ. Em yên tâm đi, người đàn ông của em tuyệt đối không để cho bọn chúng được yên đâu. Mảnh đất Kỳ Linh, bác trai, con đã rút khỏi Nghĩa Thanh rồi. Con vừa mở một tiệm mì nhỏ, ngày mai sẽ khai trương, chính thức khai trương. Con muốn đặc biệt mời bác trai và bác gái cùng nhau đến tiệm mì ăn thử. Nó trả con bao nhiêu tiền một giờ để bắt con làm công cho nó. Đi làm về đã đủ mệt rồi, còn không về nhà. Ba muốn gặp con gái của mình cũng phải chờ tới khuya. Ba, tiệm mì của tụi con vừa mới mở, không đủ người phụ. Con và mẹ con rất cảm ơn Tịnh Tuyên đã tới phụ giúp. Mặc dù đây chỉ là một tiệm mì nhỏ, nhưng con sẽ dốc hết sức làm cho nó thật tốt, sẽ không để Tịnh Tuyên phải cực khổ nữa. Để tôi nói vậy, dự án lần này chỉ có mỗi tập đoàn Phú Quý mới có thể làm được. Đi một vòng lớn như vậy vẫn là phải quay lại tìm tôi đảm nhận dự án này hả? Alo, cái gì hả? Đợi một chút, việc ký kết hợp đồng tạm thời dừng lại. Là ý gì chứ? Đây là thư mà tập đoàn Nghĩa Thanh chính thức gửi cho các anh. Nếu như ngay lúc này các anh không đưa ra được chứng cứ gì khác thì tội sao chép sẽ lập tức được thi hành cho các anh xem. Đây là thư mà tập đoàn Nghĩa Thanh chính thức gửi cho bên các anh. Nếu như phía các anh không đưa ra được chứng cứ khác thì tội sao chép sẽ lập tức được thi hành án. Dự án này nếu thực sự là sao chép thì việc đánh giá tập đoàn Phú Quý trước đây sẽ vô hiệu. Tập đoàn có hai người, tốt nhất nên gửi lại đơn đăng ký mới. Tuần sau sẽ họp đi xem kết quả. Hai người các người, thật sự vì việc không thể thắng được dự án này mà muốn đối đầu với Tống Phú Hùng tôi sao? Chị của cô vì sao mà không còn? Cô nên biết rõ chứ. Tống gia, có lẽ ông đã nghe qua Lục Mạc Phi rồi. Nếu đã sai lầm một lần, nhất định sẽ tiếp tục sai thêm một lần nữa. Ở dự án khu nghỉ dưỡng trước đây, ông đã từng thua chúng tôi hai lần rồi. Ông cảm thấy là lần thứ ba này ông có cơ hội trở mình hay không? Cậu đang uy hiếp tôi hay sao hả? Đúng vậy, là tôi đang uy hiếp ông. Tống gia là người rất thông minh, tôi tin ông nhất định biết cách để bản thân thoát ra. Biết rõ dự án lần này Nghĩa Thanh chúng tôi không thể nào nhường cho ông được. Vì vậy ông nên sớm biết buông tay thì hơn đó. Còn không thì sao? Còn không thì ông nhất định sẽ phải hối hận vì đã đối đầu với đối thủ như tập đoàn Nghĩa Thanh chúng tôi. Đi. Đồ khốn kiếp,
Loại người đáng chết như mày, đã mượn gian ông trời mới dám nói với tao như vậy đó. Tống gia, tôi nghe nói Ngô Bình An đã mượn một khoản tiền rất lớn để thu mua đất, nhưng mà có một hộ dân quyết không dọn, nên mảnh đất này chúng ta nhất định phải chiếm được trước Nghĩa Thành mới được. Vậy còn không mau chóng nhanh nói về hả? Tao không thể nuốt được cục tức này. Lần này tao nhất định phải cắn chết bọn họ, nuốt trọn miếng bánh lớn này. Đi nhanh lên. Dạ. Dự án được làm lại, nên trong vòng một tuần chúng ta nhất định phải tìm được điểm mấu chốt để loại đối phương. Em sợ nhất là không nắm chắc thế chủ động. Không cần tìm nữa, anh tìm thấy rồi. Là ở đây. Mảnh đất Kỳ Linh này đúng lúc nằm ở mặt tiền của khu nghỉ dưỡng. Trước đây chị của em đã từng vì nó mà đàm phán rất nhiều lần, nhưng mà vẫn chưa mua được. Nếu như mảnh đất này rơi vào tay của Tống Phú Hùng, nếu như rơi vào tay ông ấy, thì dự án này của chúng ta cũng bị ông ấy cướp mất, và mình bắt buộc phải hợp tác với họ. Bây giờ chúng ta đi tìm chủ đất nói chuyện. Không cần tìm đâu, anh đã liên lạc với chủ đất rồi, ngay cả gặp mặt cũng không chịu đó. Chủ đất nhất định là muốn đẩy giá cao lên. Vậy thì làm sao đây? Tiền của Nghĩa Thanh đang mắc kẹt, không thể nào huy động được. Lấy tiền đâu ra để mà hoạt động đây? Anh vẫn đang nghĩ cách đây. Mẹ ơi, con làm cái gì vậy? Con không thấy mẹ đang bận hả? Tiêu Tinh à, xin lỗi con nha. Mẹ con đang gặp chút chuyện, không phải cố ý lớn tiếng với con đâu hả? Đưa nó đến đây làm gì? Nếu nó bị bắt cóc thì phải làm sao? Vì dự án lần này mà tôi với Nhà Quân đang phải rất là khó khăn để tìm cách. Các người đừng gây phiền phức nữa có được hay không? Cậu có thể đừng có lớn tiếng như vậy được không? Sẽ dọa trẻ con sợ đó. Mẹ ơi, con xin lỗi mà, mẹ đừng có giận nữa được không? Đưa nó về đi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Không phải con cố ý đâu, mẹ đừng giận con nữa mà mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ mà. Tiêu Tinh à, lại đây. Tâm trạng của mẹ không tốt lắm, hãy để mẹ yên tĩnh một chút đi. Bây giờ bà đưa con ra ngoài chơi nha. Mình biết bây giờ tâm trạng của cậu đang rất tệ, nhưng mà vừa rồi cậu thật sự đối với Tiêu Tinh rất là hung dữ đó. Mình cũng không muốn, nhưng mà mình chỉ cần nghe thấy Tiêu Tinh gọi mình là mẹ, mình lại nghĩ đến chuyện mẹ của con bé không còn nữa. Cho nên mình... được rồi, mình hiểu rồi. Để mình ở bên cậu được không hả? Vào đi. Không phải nói là tìm cách để nói chuyện với chủ đất sao? Sao trong nhà tối dữ vậy? Đợi một chút sẽ biết thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my dear sister. Chúc chúng ta sinh nhật vui vẻ. Năm nay em muốn ước điều gì? Xem chúng ta có hiểu ý nhau không nha. Chị đếm 1, 2, 3 chúng ta cùng ước. 1, 2, 3. Em hy vọng chị quay về bên cạnh chị. Hy vọng ước nguyện này sẽ nhanh chóng thành sự thật. Đến đây,
cùng nhau thổi nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ, mẹ thổi nến đi. Hình ảnh 3D mà em vừa nhìn thấy là video mà anh lấy từ trong máy tính của em mà làm thành đó. Ai nói sinh nhật của em chỉ có một mình em cô đơn mà trải qua chứ? Em vẫn còn có những người yêu thương em cùng em đón sinh nhật mà. Cảm ơn mọi người, những người mà em yêu quý nhất. À, để mình đi cắp bánh kem nha. Wow, sao em đốt nhiều nến vậy? Vẫn còn ước nguyện sao? Tiêu Tinh ngủ rồi hả? Đưa con bé trở về chiếc giường nhỏ của nó thì lập tức nó ngủ liền luôn đó. Hy vọng tất cả sóng gió đều sẽ nhanh chóng qua đi, để ngôi nhà này trở lại bình thường như là trước đây. Em yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi mà. Anh cùng em khiêu vũ được không? Được thôi. Chồng à, cảm ơn anh đã làm nhiều việc cho em. Cuối cùng cũng chịu gọi rồi ha. Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh đừng có ngắt ngang. Em có cảm giác từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến khi mình yêu nhau, tất cả có phải là duyên phận do chị em sắp đặt hay không?